Ông đem qua bển cho anh chị xui đi. Thôi, bà đem đi đi. Ông đi á, thì người ta mới thấy được cái thành ý. Chứ nếu mà tôi đi còn nói cái gì nữa. Bà sao rộn chuyện quá. Ai biểu ông? Cái miệng ăn mắm ăn muối. Đi qua bển thăm anh xui mà nói toàn là cái chuyện kỳ cục không à? Tôi nói thiệt tình mà, kỳ cục có giống gì? Nhưng lời thật á thì thường hay mất lòng. Ông không nghe hả? Thôi, đi đi. Đi thì cũng phải từ từ đi. Làm gì mà hối như chạy giặt. Dạ. Chào chị hai mới qua. À, anh xui mới qua, ngồi dạ, chơi. Dạ. Chắc qua thăm dò coi tôi ngủm chưa chứ gì. Anh hai nó giỡn hoài. Qua thấy anh hai khỏe mạnh như trâu vậy. Dạ không có. Ý em là thấy anh hai khỏe mạnh vậy em mừng. Vì lại cũng có cặp bánh tét nè. Qua biếu anh chị ăn lấy thảo. Chà, nhìn thấy cặp bánh tét là biết ngon rồi đó. Cảm ơn anh xui nha. Dạ. Qua ngang. Cặp bánh tét gì mà như bao lúa rồi nè. Dạ, lỗi nhất mà. Kiểm tra coi. Ủa, nay kiếm gì? Sao không thấy để hạn sử dụng gì chứ vậy? Trời ơi, bánh trái cây ngoài chợ mà làm gì có hạn sử dụng bánh hái. Nhưng mà nguồn gốc thì nguồn gốc của bà Tư Ụ. Xuất xứ từ đâu? Xuất xứ ngoài chợ. Ông này, hỏi gì mà hỏi dữ vậy? Hỏi chứ, ông bị mấy lần rồi. Để tôi xắt rồi ăn nè. Dạ, cảm ơn chị hai. Anh xui ở nhà ăn bánh, chơi nói chuyện với ông nhà tôi nghe. Tôi đi công chuyện chút. Dạ, chị hai đi. Nhà nghe không? Dạ, dạ mời anh hai ăn bánh à. Mời anh ăn trước đi. Đâu có được anh, phải tiên chủ hộ khách chứ. Dạ, mời anh hai. Còn nhà này á, tiên khách hậu chủ. Anh là chủ bánh à, chủ bánh thì mời chủ bánh dùng trước. Đâu có được. Coi như là em đem bao biếu anh hai cho nên anh hai phải ăn trước chứ. Dạ mời anh. Không ăn trước đi. Không, anh phải ăn trước. Nhưng mà anh chủ bánh anh ăn trước. Về khỏi ăn đi. Anh làm gì mà có được á hả? Làm gì mà coi không được. Tôi có lòng tôi đem bánh qua tôi biếu anh. Mà cái đùng đẩy qua lại hoài. Đùng đẩy gì thì bánh của anh ăn trước. Còn tôi ăn sao? Tôi nói chắc ăn chứ. Có gì ai chịu trách nhiệm. Anh chê bánh của tôi này. Cái đó là anh nói cho tôi không có nói rồi nha. Thôi được rồi, khỏi ăn luôn, tôi về. Không ăn, tôi đem về tôi ăn. Quá gì cũng dựng lẫy.